tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu cho biết, lúc 16 giờ 42 phút 10 giây ngày 30 tháng 11 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4 độ Richter. Động đất tại vị trí có tọa độ 14,953 độ vĩ Bắc, 108,142 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Tiếp đến, lúc 17 giờ 12 phút 24 giây cùng ngày cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,8 độ Richter tại vị trí tọa độ 14,958 độ vĩ Bắc, 108,135 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, cấp độ rủi ro thiên tai của hai trận động đất ở mức cấp 0. Dù động đất xảy ra tại tỉnh Kon Tum, nhưng nhiều người dân sinh sống tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết họ cảm nhận được sự rung lắc. Nhiều người đã chia sẻ thông tin về các trận động đất lên mạng xã hội Facebook. Trước đó, vào ngày 28 tháng 11, tại khu vực huyện Con Plong cũng xảy ra trận động đất lớn 2,7 độ Richter. Cũng tại Con Plong, trong ngày 27 tháng 11 xảy ra 5 trận động đất, riêng ngày 26 tháng 11 thì xảy ra đến 12 trận.